Vĩnh Phúc, miền đất núi bọc sông bao, sơn kỳ thủy tú. Trong hàng nghìn năm lịch sử đất nước, ở nơi đây, người Việt cổ đã định cư và phát triển nền văn minh lúa nước, văn minh sông Hồng rực rỡ. Hàng nghìn di tích lịch sử văn hóa được bảo tồn, phát huy đến ngày nay. Trong đó có những di tích quốc gia đặc biệt, bảo vật quốc gia. Truyền thống hiếu học, truyền thống khoa bảng, truyền thống anh hùng cách mạng đã hun đúc nên bao danh nhân làm rạng rỡ quê hương non sông. Tiếp nối mạch nguồn từ bao đời, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Phúc hôm nay đổi mới, đoàn kết, năng động, sáng tạo, chung sức xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng. Đình là một công trình kiến trúc cổ truyền ở làng quê Việt Nam, là nơi thờ cúng linh thiêng của cộng đồng. Đình thờ Thành Hoàng có thể là nhân thần hay nhiên thần và đều có công với quê hương đất nước, được nhân dân tôn kính. Ở Vĩnh Phúc, hầu như làng xã nào cũng có đình. Đình vừa là không gian sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, vừa là nơi hội họp, tổ chức các lễ hội, tiệc làng của người dân địa phương và đã trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng. Theo nhiều tài liệu cho rằng, đình ở Việt Nam có niên đại sớm nhất vào thời nhà Trần thế kỷ 13. Đình ở Vĩnh Phúc có muộn hơn vào khoảng thời Hậu Lê thế kỷ 15 và chủ yếu được xây dựng vào thời Lê Trung Hưng thế kỷ 17. Mang đậm kiến trúc đình làng Bắc Bộ Việt Nam, nét đặc sắc của những ngôi đình có hàng trăm năm tuổi ở Vĩnh Phúc là còn lưu giữ được nhiều di vật cổ có giá trị về lịch sử cũng như trong đời sống tâm linh của nhân dân. Đồng thời, chứa đựng nhiều giá trị nghệ thuật độc đáo của người thợ tài hoa ở các làng nghề truyền thống như nghề mộc, nghề chạm khảm, nghề gốm có từ lâu đời trên vùng đất Trung Du này. Nổi bật trong đó là những tác phẩm điêu khắc gỗ phong phú, tạo nên điểm nhấn mềm mại cho phần kiến trúc vốn cứng cáp, thô mộc của đình làng. Đình làng ở Vĩnh Phúc, theo tôi thì có những cái chạm khắc mà ta gửi gắm được cái tâm tư tình cảm ở đấy nó rất là rõ nét. Chẳng hạn như là hiện nay chúng ta có thấy những rất nhiều cái ngôi đình ở trên Hương Canh chẳng hạn, hay là đình ở Thổ Thang chẳng hạn. Đấy, tôi nói ví dụ thế, nó có những bức chạm. Bức chạm thì nó thể hiện một cái đời sống sinh hoạt rất là bình thường của người làm lao động. Đấy, chẳng hạn như là hò hát giao duyên của nam nữ thanh niên chẳng hạn, thì theo tôi đấy là nó phản ánh cái sinh hoạt của cái cư dân làm nông nghiệp lâu đời, đúng không? Hay là những cái trò chơi dân gian được khắc trên tranh, trên nhiều cái bức chạm ở các đình cổ Vĩnh Phúc ta, thì nó cũng không thoát khỏi một cái sinh hoạt lao động. Bởi vì người dân ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, đặc biệt người dân Vĩnh Phúc ấy, thì làm một cái dân làm nông nghiệp, cho nên cuộc sống thông thường là rất là vất vả, khó khăn, đúng không? Và người ta muốn thể hiện những cái điều gửi gắm của mình vào những bức tranh đó để cho cuộc sống nó thêm sinh động. Là một trong những ngôi đình cổ nhất của Vĩnh Phúc còn lại đến ngày nay, đình Thổ Tang ở thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường được xây dựng vào thế kỷ 17, là di tích được xếp hạng quốc gia sớm nhất của tỉnh từ năm 1964. Năm 2018, đình được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt, di tích kiến trúc nghệ thuật và luôn là niềm tự hào của người dân địa phương. Đình thờ Đô Thống Đại Vương Thượng Đẳng Thần Lân Hổ, một vị tướng có công giúp vua Trần Nhân Tông đánh tan quân Nguyên Mông xâm lược Việt Nam vào thế kỷ 13. Đồng thời cũng là nơi thờ Thánh Tử, thần mẫu của Lân Hổ Hầu Đô Thống Đại Vương và Thanh Hoàng Làng. Bước vào đình Thổ Tang là bước vào không gian mang đậm tín ngưỡng, đời sống tâm linh của người dân bản xứ, và cũng là bước vào một công trình đạt đến đỉnh cao về mỹ thuật điêu khắc gỗ cổ dân gian thời Hậu Lê. Đình Thổ Tang hiện còn hơn 20 bức chạm khắc gỗ vô cùng tinh tế mà không nơi nào có được. Đình Thổ Tang được xây dựng từ đầu thế kỷ thứ 17 và đình được thờ là vị tướng đánh giặc Nguyên cứu nước, vị tướng ấy có tên là Phùng Lân Hổ. Vua Trần Nhân Tông có phong cho Đức Thánh làng tôi là 8 chữ vàng. 8 chữ vàng đấy là Nam Thiên Tráng Khí, Bắc Khấu Hàn Tâm, có nghĩa là trời Nam là khí quân rất hùng mạnh, và Bắc Khấu Hàn Tâm có nghĩa là phương Bắc thua trận và rút về nước.
Đây là bức ngày hội mùa từ khi bắt đầu làm đình. Bức thứ hai đằng sau là bức thường nhật phản ánh cái đời sống sinh hoạt thường nhật của dân Tổ Tăng đời Lộc Thứ Bảy. Bức đằng sau là bức tranh rồng tiên là biểu hiện là đẹp như rồng và đẹp như tiên. Và bức tranh đằng sau nữa là bức tranh thượng võ biểu hiện là Đức Thánh là một cái người rất thượng võ và đồng thời cũng biểu hiện là cái người dân ở đây là rất thượng võ. Bức tranh ở cái góc kia là bức tranh coi như là đánh ghen phản ánh đời sống rất dân dã của thời kỳ đầu thứ 17. Và bức tranh ở đây tức là bức tranh tứ tiểu, tức là bốn ông uống rượu. Thì tất cả những bức tranh ở đây đều nêu lên phản ánh trung thực đời sống nhân dân của đầu thế kỷ 7 cho đến bây giờ. Để bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật đặc biệt của di tích, từ tháng 5 năm 2022 đến nay, đình Thổ Tàng tiếp tục được tu bổ tôn tạo trên cơ sở đảm bảo kiên cố, vững chắc và giữ nguyên được những giá trị nghệ thuật, nét kiến trúc độc đáo đã tồn tại suốt gần 400 năm qua. Cũng là công trình được xây dựng từ thời Hậu Lê cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18. Đình Hương Canh ở thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên có kiến trúc đồ sộ, chạm trổ tinh vi. Đình Hương Canh cùng với đình Ngọc Canh và đình Tiên Canh đều đã được xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa quốc gia, tạo thành cụm đình Tam Canh. Đồng thời với chùa Kính Phúc và các điểm miếu cổ trong một khu vực không rộng của làng gốm cổ Hương Canh, tạo thành cụm di tích dày đặc về mật độ, độc đáo về mỹ thuật kiến trúc gỗ cổ dân gian, rất quý hiếm không chỉ ở tỉnh Vĩnh Phúc mà của cả xứ Đoài và vùng đồng bằng Trung Du Bắc Bộ. Trong đó, đình Hương Canh còn được gọi là đình cả, được đầu tư xây dựng công phu nhất. Đến nay, trải qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo, đình Hương Canh vẫn giữ nguyên được những trụ cột gỗ từ thời xa xưa và rất nhiều bức tranh chạm khắc tinh tế, cho thấy kỹ thuật chạm trổ của những nghệ nhân xây dựng đình Hương Canh đạt đến tay nghề điêu luyện. Những cái bức này là phải nói là rất tinh xảo, nhất là cái gian đại bái này phải nói là được sơn son thiếp vàng, vàng son như thế để làm gì, để tôn trong cái vẻ đẹp. Phần thứ hai nữa là ở cái chỗ là thiêng liêng, các nghệ nhân phải nói làm rất tốt, như hình đánh vật thế rồi thì là săn bắt, thì ở đây ở trong cái khu vực cái kia là khách săn bắt kia. Thế đây đã được thì mới đem lại khiêng về đây để cũng chính là mừng ở cái chỗ cái phòng kia chỗ này. Từ sau thế kỷ 17-18 cho đến nay phải nói là rất tự hào. Mà về mặt tâm linh thì phải nói là nhân dân chẳng những là ở địa phương mà còn là các khách xa gần cũng về đây. Ngày rằm tháng 2 là cái ngày chính lễ hội, các ngày thường lệ thì nhân dân người ta vẫn có những cái lễ vật. Về mặt tâm linh người ta cũng rất muốn cầu mong để làm thế nào cho nó được cái bình an trong gia đình người ta. Những ngôi đình cổ ở Vĩnh Phúc được khởi tạo từ nhiều thế kỷ trước, trải qua các thời kỳ được trùng tu, bảo vệ còn đến ngày nay, đã ghi dấu bao thăng trầm của vùng đất, con người nơi đây. Mỗi ngôi đình là một nơi chứa đựng tâm hồn, chiều dài thời gian, chiều sâu lịch sử, trở thành nơi giới thiệu và tôn vinh văn hóa, nghệ thuật dân gian Việt Nam gắn với các thiết chế văn hóa làng xã. Và trong tiến trình phát triển, những ngôi đình cổ trên vùng đất Vĩnh Phúc đã và đang trở thành các điểm du lịch lịch sử, văn hóa hấp dẫn, kết nối với các di tích, điểm du lịch khác trong các tuyến du lịch tâm linh, du lịch văn hóa của tỉnh. Rất nhiều ngôi đình ở Vĩnh Phúc còn lưu giữ được các di vật cổ có giá trị về lịch sử, cũng như trong đời sống tâm linh của người dân, như án thư, lư hương, hoành phi, câu đối. Đặc biệt là các đạo sắc phong của các triều đại phong kiến Việt Nam, trong đó phần nhiều là các đạo sắc phong dưới triều Nguyễn. Đây là sự công nhận của triều đình với ngôi đình và công lao to lớn của các vị thần được nhân dân tôn thờ, càng thêm khẳng định vai trò quan trọng của đình trong đời sống tinh thần của nhân dân. Trong các cuộc kháng chiến vệ quốc, không ít ngôi đình làng ở Vĩnh Phúc đã là nơi họp bàn, meeting, tuyên thệ thành lập chính quyền và là trạm gác tiền tiêu của vùng. Được xây dựng ở vị trí đắc địa của làng, đình cũng là nơi du kích và nhân dân quan sát tình hình địch, bàn chuyện quân cơ, chống giặc. Bởi vậy, có những ngôi đình trong lịch sử còn là địa điểm quan trọng của một vùng chiến khu như đình Thanh Lộc ở xã Ngọc Thành, thành phố Phúc Yên. Là nơi linh thiêng thờ các vị thần, thành hoàng và cũng là nơi để mọi người tụ họp, hội bàn những công việc lớn nhỏ trong làng. Đình là biểu tượng văn hóa, tín ngưỡng và gắn kết cộng đồng dân cư.
Các địa phương thường tổ chức lễ hội vào các ngày sinh và ngày hóa của vị thần, vị thành hoàng được thờ tại đình. Mỗi dịp lễ hội vừa tạo không gian văn hóa cộng đồng để nhà nhà, người người trong vùng góp công, góp sức, gìn giữ những giá trị lịch sử, văn hóa của đình. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn đối với các vị thần, thành hoàng đã tạo lập che chở, bảo vệ dân làng. Và đó cũng là truyền thống, đạo lý tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn, có từ ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Cây đa, bến nước, sân đình, hình ảnh thân thuộc của các làng quê cũng là một hình ảnh đặc trưng ở Vĩnh Phúc. Điều đặc biệt là trong khuôn viên không ít ngôi đình trăm tuổi trên địa bàn tỉnh, có những cây cổ thụ đã được vinh danh là cây di sản Việt Nam, càng tạo thêm vẻ đẹp vừa cổ kính, linh thiêng, vừa trầm mặc, trữ tình, gần gũi với đời sống tâm hồn người dân. Đình làng Phú Hậu ở xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch là một trong những điểm đến hấp dẫn để tìm hiểu lịch sử, văn hóa địa phương, cũng như chiêm ngưỡng vẻ đẹp của sự kết hợp kỳ diệu giữa công trình kiến trúc với thiên nhiên. Nằm soi mình bên dòng sông Lô, cổng đình Phú Hậu được bao bọc, chở che bởi cây bồ đề đã có qua nhiều thế hệ người dân trong làng. Cây đã được vinh danh là cây di sản Việt Nam từ năm 2016, góp phần tạo thêm giá trị cảnh quan của ngôi đình làng. Những ngôi đình cổ ở Vĩnh Phúc trải qua bao biến thiên còn đến ngày nay như một gạch nối giữa quá khứ, hiện tại, truyền thống và đương đại với những giá trị lịch sử, văn hóa, tinh thần trường tồn cùng bản sắc với những ước vọng đẹp đẽ của dân tộc Việt Nam.